Em thương mến, chào mừng em quay trở lại với audio văn học dành cho các bạn học sinh lớp 10. Tuần này các bạn cùng với chị soạn bài Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Thì trước tiên các bạn nhớ cho chị một vài kiến thức liên quan đến tác giả và tác phẩm. Đây là phần thông tin giúp các bạn khơi mở về tri thức nền đấy. Thế các bạn chú ý cho chị, thân nhân Trung sinh năm 1418, mất năm 1499, là một danh sĩ thời hậu Lê, người tỉnh Bắc Giang. Ông đỗ tiến sĩ năm 1469, được triều đình trọng dụng, đã có nhiều công trong việc tuyển chọn và đào tạo nhân tài. Ông từng là một thành viên chủ chốt của hội Tào Đàn do vua Lê Thánh Tông sáng lập. Năm 1484, nhân thân Trung vâng lệnh mua Lê Thánh Tông soạn bài ký đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất niên hiệu Bảo Đại thứ ba. Hiền tài là nguyên khí của quốc gia là một đoạn trích trong bài văn bia nói trên. Thế thì các bạn nắm bắt cho chị những cái thông tin về tác giả và tác phẩm như vậy để chúng mình sẽ cùng nhau đọc hiểu văn bản Hiền tài là nguyên khí của quốc gia nhé. Đối với văn bản này thì các bạn chú ý chị vào hệ thống câu hỏi trong sách giáo khoa trang 76. Chúng mình sẽ cùng nhau đi trả lời từng câu một các em nhé. Chị có câu số 1 như sau. Tìm trong đoạn 2 của văn bản những từ ngữ thể hiện thái độ trọng dụng hiền tài của các đấng thánh đế minh vương. Để trả lời được câu hỏi số 1 này thì các bạn chú ý vào sách giáo khoa phần 2 cho chị. Chúng mình truy tìm những từ ngữ thể hiện thái độ trọng dụng hiền tài của các đấng thánh đế minh vương các em nhé. Thế thì các em có thể trả lời như sau. Trong đoạn 2 của văn bản, những từ ngữ thể hiện thái độ trọng dụng hiền tài của các đấng thánh đế minh vương là quý chuộng, yêu mến, đề cao, ban ơn rất lớn, nêu tên ở tháp Nhạn, ban danh hiệu Long Hổ, bày tiệc văn hỷ. Tương tự như vậy, chúng mình có câu số 2. Trong văn bản có một câu trực tiếp nói về mục đích của việc dựng bia ghi danh những người tiến sĩ. Bạn hãy cho biết đó là câu nào? Câu này thì vô cùng đơn giản. Các em chỉ cần đọc thật là kỹ sách giáo khoa, tìm cho chị những cái câu văn nói rõ về mục đích của việc dựng bia đề danh tiến sĩ. Thế thì các em có thể thấy ngay ở đoạn số 3 thì tác giả của chúng ta đã viết: Này Thánh Minh lại cho rằng chuyện hay việc tốt tuy có một thời lừng lẫy, nhưng lời khen tiếng thơm chưa đủ vẻ sáng lâu dài, cho nên lại dựng đá đề danh ở cửa hiền quan, khiến cho kẻ sĩ trông vào mà phần chấn, hâm mộ, rèn luyện danh tiếp, gắng sức giúp vua. Câu 3 chỉ có như sau. Xác định luận đề của văn bản và cho biết vì sao bạn lại xác định như vậy. Phần này các bạn nhớ lại phần tri thức ngữ văn mà chúng mình đã được học thì các em có thể thấy văn bản nghị luận thì chúng ta có thể xác định được luận đề, hay nói cách khác là cái vấn đề chung được nêu ở toàn bài, thì chúng ta sẽ dựa vào phần nhan đề hoặc là nội dung của toàn bài. Tương tự như vậy, các bạn áp dụng cho văn bản Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, các em sẽ thấy luận đề của văn bản của chúng mình đó chính là Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, và đó cũng chính là nhan đề của văn bản. Lý do mà chúng ta có thể xác định như vậy bởi lẽ tất cả các luận điểm trong văn bản đều được triển khai và bố trí xoay quanh cái tư tưởng này để nhằm trả lời cho câu hỏi vì sao hiền tài được xem là nguyên khí của quốc gia. Khi xem hiền tài là nguyên khí của quốc gia thì các bậc đế minh vương đã làm gì? Người hiền tài có thái độ và trách nhiệm như thế nào với vận nước và thế nước? Thế thì các em chú ý cho chị là như vậy nhé. Tiếp theo, chúng mình có câu số 4. Xét về nội dung, đoạn 3 có mối liên hệ như thế nào với đoạn 2? Đương nhiên, các bạn cần phải đọc thật là kỹ đoạn số 2 và số 3 trong sách giáo khoa, và sau đó thì các em tìm ra sự liên kết về mặt nội dung cho chị. Xem ở trong hai đoạn này thì có gì
liên quan đến với nhau. Các em có thể trả lời như sau. Đoạn 2 có hai ý lớn, trong đó có một ý được triển khai thêm ở đoạn 3, nói về sự trọng đãi của triều đình đối với các bậc hiền tài. Bằng chứng được nêu thêm: vua cho dựng đá đề danh ở cửa hiền quan. Trong văn bản, sự triển khai này là rất cần thiết vì nó chuyển mạch lập luận từ chỗ bàn về nguyên lý chung cho tới những chuyện cụ thể như chuyện dựng bia. Đây chính là sự việc trực tiếp dẫn đến ra đời của bài ký này. Các bạn cũng có thể quan sát cho chị đoạn 2 thì các em sẽ thấy rõ là những cái trọng đãi của triều đình đối với các bậc hiền tài đó là gì ạ? Đó chính là nêu tên ở tháp nhạn, ban hiệu long hổ, bày tiệc văn hỷ, đúng không ạ? Thì đó chính là những cái bằng chứng cho thấy sự trọng đãi của triều đình đối với bậc hiền tài. Tuy nhiên, ở đoạn số 3 còn nêu thêm, đúng chưa ạ? Và đó chính là việc vua Lê Thánh Tông cho dựng gì? Cho dựng bia đá đề danh ở cửa hiền quan để khuyến khích bậc hiền tài giúp sức với nhà vua, với đất nước. Thì đó chính là câu trả lời cho câu hỏi số 4. Tương tự như vậy, chị có câu số 5. Bạn hãy khái quát về nội dung của 4 đoạn và cho biết 4 đoạn này đảm nhận chức năng gì trong mạch lập luận. Chúng ta có thể dễ dàng trả lời như sau. Nội dung của đoạn 4 thể hiện sự nhìn nhận, đánh giá kẻ sĩ và ý thức trách nhiệm của họ đối với triều đình, non sông, xã tắc. Trong mạch lập luận của văn bản, đoạn này đóng vai trò chuyển ý. Câu 6. Khi viết văn bia, tác giả thể hiện ít nhất 2 tư cách. Một là người truyền đạt thành ý. Hai là kẻ sĩ được trọng dụng, thường xuyên nghĩ về việc báo đáp. Việc thống nhất 2 tư cách này đã chi phối như thế nào đến cách triển khai lập luận của tác giả? Các bạn có thể thấy thân nhân chung ở đây đóng vai là 2 tư cách, đúng không? Trước tiên là vào vai người truyền đạt thành ý, vâng lệnh vua Lê Thánh Tông. Tư cách số 2 thì thân nhân chung cũng chính là một kẻ sĩ bậc hiền tài đang giúp sức đối với triều đại, đối với non sông xã tắc. Thế thì việc kết hợp 2 tư cách như vậy đã chi phối đến mạch lập luận, đúng chưa ạ? Vì vậy, cái giọng điệu sẽ được gia tăng tính mạnh mẽ và thuyết phục. Các em có thể thấy thân nhân chung phát ngôn với tư cách kép. Thứ nhất là người truyền đạt thành ý. Thứ hai là kẻ sĩ được trọng dụng, thường xuyên suy nghĩ về việc báo đáp, đã chi phối và tạo nên đặc thù của văn bản. Một mặt, ông phải lĩnh mệnh vua, mang trọng trách tuyên bố, bố cáo với thiên hạ về tư tưởng trọng hiền tài của bậc minh vương. Mặt khác, ông là người hiền tài được triều đình trọng dụng. Bởi vậy, sự nhắc nhở về ý thức, về nghĩa vụ của mình với cộng đồng, xã hội cũng chính là sự tự nhắc nhở. Điều này thể hiện ý thức, trách nhiệm và lòng tự trọng của một kẻ sĩ chân chính. Sự song hành của cả hai điểm nhìn, hai tư cách, giọng điệu đã gia tăng tính mạnh mẽ, thuyết phục trong lập luận của văn bản các em ạ. Thế thì các bạn chú ý chị, đó chính là câu trả lời số 6 của chúng mình nhé. Tương tự như vậy, các bạn trả lời cho chị câu số 7. Tìm một vài dẫn chứng lịch sử từ những tác phẩm, tài liệu đã học và tìm hiểu thêm để làm sáng tỏ cho nhận định sau đây của tác giả bài văn bia. Vì vậy, các đấng thành đế minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chồng kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên. Để trả lời được câu hỏi này thì các bạn cần phải vận dụng kiến thức về lịch sử. Các em có thể soi chiếu suốt cái lịch sử triều đại của chúng ta. Các em sẽ có thể thấy với những cái triều đại thịnh trị, ví dụ như nhà Lý và nhà Lê, thì chắc chắn rồi các bậc đời đế vương đều chú trọng đến việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ sĩ. Đó chính là cơ sở nền tảng để
phát triển non sông xã tắc. Ngoài ra, các em cũng có thể lấy những cái dẫn chứng mang tính chất ngược lại. Khi những cái triều đại đó suy vong, khi triều đại bục ruỗng và không còn chú trọng đến việc kén chọn nhân tài. Đấy chứ ạ? Thế thì phần này các bạn hãy cùng nhau xem lại và học hỏi, tìm tòi thêm những cái phần kiến thức lịch sử mà chúng mình đã được học để các bạn có thể làm sáng tỏ cho nhận định của tác giả bài văn bia nhé. Cuối cùng, chúng mình cùng nhau đi trả lời câu hỏi số 8. Qua việc đọc văn bản trên, bạn hiểu gì về tầm quan trọng của việc xác định mục đích viết và bày tỏ quan điểm của người viết trong văn lập luận? Vậy thì cái mục đích viết có quan trọng hay không? Đương nhiên, vô cùng quan trọng, bởi lẽ mục đích cũng như quan điểm, thái độ của người viết trong văn nghị luận nó sẽ giúp cho cái mạch triển khai lập luận đi đúng hướng và gia tăng tính chặt chẽ, thuyết phục, hấp dẫn cho văn nghị luận. Thế thì các bạn nếu như muốn viết một cái văn bản nghị luận thì trước tiên các bạn cần phải xác định được mục đích của chính mình. Em viết cái văn bản này nhằm mục đích gì và thái độ của em đối với cái quá trình đó là ra sao? Em hãy xác định được hai điều này để cái phần triển khai lập luận của mình được đi đúng hướng, được triển khai một cách chặt chẽ và hấp dẫn nhất các em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những audio văn học lần sau nhé. Bye bye!